AirPods Pro sắp ra mắt. Tai nghe không dây AirPods Pro được đồn đoán sắp ra mắt của Apple tiếp tục được làm nóng với những tiết lộ mới nhất. Báo cáo mới đây từ trang China Economic Daily News cho biết, AirPods Pro sẽ có 8 màu khác nhau, bao gồm màu đen và xanh, thay vì chỉ màu trắng như trước đây. Với việc ra mắt thêm các màu mới cho AirPods Pro, táo khuyết hy vọng sẽ có nhiều người nâng cấp lên đời AirPods mới để phù hợp với màu sắc của iPhone 11 Pro. Các báo cáo cũng tiếp tục khẳng định Việc AirPods Pro có tính năng khử tiếng ồn chủ động và chống nước. Ngoài ra, AirPods Pro cũng sẽ có thiết kế hộp sạc mới gọn hơn do được bổ sung thêm các tính năng mới. AirPods Pro mới sẽ có giá khoảng 250 đến 260 đô la Mỹ, khoảng 5,8 đến 6 triệu đồng. AirPods Pro mới được cho là nhắm tới người dùng chuyên nghiệp và cho chất lượng âm thanh tốt hơn so với AirPods thế hệ trước. Có thể Apple sẽ thông báo việc ra mắt AirPods Pro mới trước kỳ nghỉ lễ. Nhiều đồn đoán cho rằng AirPods Pro có thể ra mắt ngay cuối tháng này. Cũng chưa rõ táo khuyết có tổ chức sự kiện ra mắt hay không hoặc sẽ chỉ có một thông cáo báo chí đơn giản mà thôi. Mới đây, hình ảnh hộp sạc AirPods Pro được cho là xuất hiện ngoài đời thực. Thế nhưng theo thông tin mới nhất từ Mark đây chỉ là hình ảnh được làm giả của một người dùng tài khoản Weibo. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là không tồn tại một thiết kế hộp sạc mới của AirPods Pro.